Muốn biết đàn ông yêu thật lòng hay thương mồm thì phụ nữ cứ nhìn vào điểm này khắc rõ. Đàn ông yêu vợ sẽ không bao giờ cố thay đổi con người của vợ mình. Bởi vì anh ấy yêu con người bạn nên ghét việc bạn thay đổi trở thành bản sao của anh ấy. Anh ấy dành hết thời gian trống cho vợ. Với người đàn ông yêu thật lòng thì thời gian của họ lúc nào công khai hết với vợ. Họ làm gì, ở đâu, đi với ai đều thông báo với vợ để cô ấy an tâm. Và một khi có thời gian trống, anh ấy sẽ dành toàn bộ để bên vợ, làm những việc vợ thích. Dù có bận rộn đến mấy thì anh ấy cũng sẽ không để vợ cô đơn, tủi thân một mình. Không ít thì nhiều, thì lúc nào anh ấy dành hết thời gian để bù đắp cho vợ, ưu tiên vợ hơn bản thân. Chồng bạn thích đưa bạn đi ăn chỗ mà anh ấy thích hay không thì lúc nào hỏi xem bạn muốn ăn món gì. Chắc chắn chồng sẽ mua những món đồ bạn ưng hay những món đồ mà anh ấy cho là hợp lý. Là con người ai chẳng có ít nhiều ích kỷ, nhưng anh ấy có thể tình nguyện vứt bỏ cái tôi. Nén lại những ham muốn của bản thân để ưu tiên vợ thì chứng tỏ anh ấy là cực phẩm, không ép vợ thay đổi. Đàn ông yêu vợ sẽ không bao giờ cố thay đổi con người của vợ mình. Bởi vì anh ấy yêu con người bạn nên ghét việc bạn thay đổi trở thành bản sao của anh ấy. Anh ấy lúc nào để vợ tự do được thể hiện, được tự do làm những điều vợ thích. Anh ấy không cấm đoán, luôn tôn trọng công việc, bạn bè, người thân của vợ. Anh ấy muốn vợ cảm thấy ở bên chồng chính là hạnh phúc, là yên bình. Luôn sẵn sàng nhận sai, không bao giờ khiến vợ rơi nước mắt. Vì yêu vợ nên lúc nào anh ấy cũng không muốn vợ buồn, tủi thân. Mỗi khi xảy ra tranh cãi thì anh ấy sẽ sẵn sàng nhận lỗi, để vợ thắng. Thậm chí lắm khi anh ấy không phải người gây ra lỗi. Đơn giản vì anh ấy muốn vợ nhận ra sự chân thành, tình yêu của mình. Anh ấy muốn hôn nhân luôn vui vẻ thuận hòa. Anh ấy muốn dùng sự bao dung, dịu dàng của mình để vợ cảm thấy được yêu, cảm thấy hạnh phúc. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.